Khả năng tồn tại sự sống trên sao Hỏa là một chủ đề đã làm say mê các nhà thiên văn học trong nhiều thập kỷ. Từ lâu, NASA và các tổ chức khác đã và đang triển khai nhiều sứ mệnh khám phá sao Hỏa từ tàu quỹ đạo, tàu đổ bộ, robot tự hành hay trực thăng mini. Tất cả chúng đã mang lại cho chúng ta cái nhìn mới mẻ về hỏa tinh. Và mới đây, tàu thám hiểm Mars Express đã gửi về trái đất những bức ảnh khiến các nhà khoa học hết sức kinh ngạc. Đó là trên sao Hỏa có các tuyến đường thủy cổ đại. Phát hiện mới này có thể giúp chúng ta mở khóa bí mật về sự sống trên sao Hỏa. Tàu thám hiểm sao Hỏa Mars Express của cơ quan vũ trụ châu Âu đã chụp được những hình ảnh ấn tượng về lưu vực Holden trên hành tinh đỏ, một phần của khu vực trọng điểm trong quá trình tìm kiếm sự sống trên sao Hỏa. Những hình ảnh và cuộc điều tra sâu hơn về khu vực có thể giúp tiết lộ cách nước từng chảy qua bề mặt sao Hỏa. Hình ảnh cận cảnh của lưu vực Holden được máy ảnh âm thanh nổi độ phân giải cao HRSC của Mars Express chụp vào ngày 24 tháng 4 năm 2022 cho thấy các đặc điểm địa chất của hồ chứa nước trước đây, rộng gần 150 km ở miệng núi lửa Holden. Lưu vực Holden tạo thành một phần của chuỗi các kênh và vực chim bao trùm hệ thống dòng chảy Ustboy, Ladon, Morava trên bán cầu nam của sao Hỏa. Hệ thống này đã trở thành mục tiêu quan trọng của các tàu quỹ đạo sao Hỏa như Mars Express vì các nhà khoa học cho rằng nó có thể đã từng hút hết 9% lượng nước của hành tinh đó. Trước khi sao Hỏa mất nước khoảng 4 tỷ năm trước, có thể do bầu khí quyển của sao Hỏa bị bức xạ mặt trời khắc nghiệt làm cho hơi nước rò rỉ vào không gian, nước lỏng sẽ chảy qua các kênh dẫn vào đồng bằng Aguirre, Planitia. Từ đồng bằng có chiều rộng 1.770 km, sâu tới 5,2 km này, nước sẽ chảy qua thung lũng Ustboy Vallis ở khu vực hiện là miệng núi lửa Holden. Nước sau đó sẽ được thu thập vào trong lưu vực Holden trước khi chảy qua Ladon Vallis. Một hệ thống thung lũng sông cổ dẫn đến lưu vực Ladon có chiều rộng 440 km. Hình ảnh mới cho thấy một miệng núi lửa khác biệt ở phía nam của lưu vực và các bức tường của lưu vực dốc nhẹ xuống độ sâu khoảng 1.500 m bên dưới bề mặt sao Hỏa xung quanh. Trong khi đó, phía đông bắc của lưu vực Holden cho thấy nơi nước sẽ chảy từ hồ chứa này đến Ladon Vallis. Có thể nhìn thấy sẹo và địa hình gồ ghề trong ảnh. Nhiều khả năng địa hình này được tạo ra bởi sự tan chảy của băng nước bên dưới bề mặt sao Hỏa. Cơ quan vũ trụ châu Âu cho biết, trải nghiệm với hành tinh của chúng ta cho thấy nước và sự sống song hành với nhau. Các nhà khoa học đang muốn tìm hiểu xem điều tương tự có thể đúng với sao Hỏa hàng tỷ năm trước hay không. Đất ở Ladon Vallis và lưu vực Holden chứa phyllos silicate, một khoáng chất bao gồm đất sét được tạo ra bởi sự tương tác của đá và nước có liên quan đến nguồn gốc của sự sống trên trái đất. Phyllos silicate ở vùng này hiện diện ở trong các lớp trầm tích, có thể hoạt động như một trung tâm phản ứng cho các phân tử hữu cơ, nhân tố tạo nên sự sống trên cạn. Đó là lý do mà các nhà khoa học rất quan tâm đến khu vực này. Miệng núi lửa Holden có khả năng được hình thành sau một vụ va chạm của tiểu hành tinh cổ đại khi vật chất đẩy ra do va chạm rơi trở lại bề mặt hành tinh và lấp đầy lưu vực Holden cũ, vốn được hình thành bởi một vụ va chạm trước đó trong lịch sử hành tinh. Vì miền núi lửa Holden không có bằng chứng về việc nước chảy qua đó trong quá khứ, nên các nhà khoa học tin rằng nó phải được hình thành sau khi hệ thống Ustboy, Ladon, Morava bị cạn kiệt. Vì ý nghĩa địa chất và tiềm năng lưu giữ bằng chứng về sự sống cổ đại, miền núi lửa Holden đã lọt vào danh sách lựa chọn để trở thành địa điểm hạ cánh cho các tàu thám hiểm sao Hỏa Curiosity và Perseverance. Nhưng sau đó, các nhà khoa học lại chọn miền núi lửa Gale và miệng núi lửa Jezero. Tàu Mars Express đã chụp ảnh bề mặt cũng như bầu khí quyển của sao Hỏa từ quỹ đạo của các hành tinh đỏ từ năm 2003 và hiện đang đảm bảo khu vực này được điều tra kỹ lưỡng. Những hình ảnh trước đó về lưu vực Holden cho thấy các rãnh núi và rãnh được tạo thành bởi gió, sao Hỏa, miệng núi lửa và các dòng sông cổ cũng như các hồ dung nham và núi lửa đã hóa thạch. Tàu vũ trụ NASA phát hiện điều chưa từng thấy trên sao Hỏa. Tàu đổ bộ InSight của NASA lần đầu tiên phát hiện thiên thạch tấn công sao Hỏa. Nó đã ghi lại được những rung động và âm thanh của 4 thiên thạch tấn công bề mặt hành tinh đỏ. Ngày 19 tháng 9, các nhà khoa học cho biết InSight đã phát hiện ra sóng địa chấn và sóng âm từ một loạt các
tác động vào năm 2020 và 2021. Đây là những phát hiện đầu tiên về các thiên thạch va vào sao Hỏa kể từ khi tàu đổ bộ bắt đầu thu thập dữ liệu sau khi hạ cánh vào năm 2018. Các tác động của thiên thạch xảy ra trong khoảng 85-290 km từ vị trí của InSight trong vùng đồng bằng rộng lớn Elysium Planitia trên sao Hỏa trải dài trên đường xích đạo của hành tinh đỏ. Theo trang tin space.com, thiên thạch đầu tiên mà các nhà khoa học phát hiện đã va chạm dữ dội vào ngày 5 tháng 9 năm 2021, phát nổ thành nhiều mảnh. Ít nhất 3 mảnh vỡ riêng biệt đã va vào bề mặt sao Hỏa, mỗi mảnh để lại một miệng núi lửa. Tàu quỹ đạo sao Hỏa MRO của NASA đã xác nhận vị trí của những tác động này từ quỹ đạo. Tàu vũ trụ được phóng vào năm 2005, ban đầu chụp ảnh đen trắng của các khu vực để lộ những mảng tối trên bề mặt sao Hỏa. Sau khi xác định chính xác các vị trí tác động này, MRO tiếp tục thu thập hình ảnh màu và cận cảnh bằng máy ảnh thí nghiệm khoa học hình ảnh độ phân giải cao. HERIZE. Các thiên thạch có thể đã để lại thêm các hố xung quanh những vị trí va chạm này, nhưng quá nhỏ khiến cho HERIZE cũng không thể phát hiện ra. Phân tích dữ liệu trước đó do InSight thu thập cho thấy máy đo địa chấn của tàu đổ bộ đã thu thập được 3 tác động vào ngày 27 tháng 5 năm 2020, 18 tháng 2 năm 2021 và 31 tháng 8 năm 2021. 4 tác động tạo ra các trận động đất nhỏ với cường độ không quá 2 độ. Ingrid Dalbar, nhà khoa học hành tinh tại Đại học Brown ở Rhode Island, Mỹ, thành viên nhóm nghiên cứu cho biết, sau 3 năm chờ đợi, InSight mới phát hiện được va chạm. Các nhà khoa học hành tinh đang bối rối tại sao InSight không phát hiện thêm các va chạm của thiên thạch lên hành tinh đỏ. Sao Hỏa không chỉ nằm cạnh vành đai tiểu hành tinh chính của hệ mặt trời, một điểm nóng cho các thiên thạch, mà bầu khí quyển mỏng của nó còn cho phép các thiên thạch đi qua mà không phá hủy chúng. Những yếu tố này có nghĩa là tỷ lệ thiên thạch xuất hiện trên bề mặt sao Hỏa cao hơn so với của trái đất. Các nhà nghiên cứu khá tự tin rằng việc thiếu các thiết bị phát hiện không phải là một dấu hiệu cho thấy máy đo địa chấn của InSight bị sai sót. Trong gần 4 năm hoạt động trên hành tinh đỏ, thiết bị này đã phát hiện hơn 1.300 động đất sao Hỏa và đủ nhạy để phát hiện sóng địa chấn từ cách xa hàng nghìn km. Các nhà khoa học của InSight đã chỉ ra rằng các va chạm có thể bị che giấu bởi tiếng ồn từ gió trên hành tinh đỏ hoặc bởi những thay đổi theo mùa trong khí quyển. Các nhà nghiên cứu sẽ truy cập lại dữ liệu InSight để tìm kiếm dấu vết địa chấn của các va chạm thiên thạch khác. Bất kỳ va chạm nào tìm thấy có thể giúp các nhà khoa học hiểu rõ hơn về tuổi của bề mặt sao Hỏa. Đếm hố va chạm là một cách mà các nhà khoa học xác định độ tuổi của bề mặt hành tinh, có nghĩa là những khám phá mới và bất kỳ va chạm bổ sung nào có thể rất quan trọng trong việc xây dựng dòng thời gian cho sao Hỏa. Những phát hiện trên sao Hỏa tiếp tục gây kinh ngạc cho thế giới. Tàu thám hiểm sao Hỏa Perseverance của NASA từng có phát hiện kinh ngạc trên hành tinh đỏ. Hành tinh đỏ không phải là tất cả màu đỏ. Một trong những miệng núi lửa của sao Hỏa đang ẩn giấu những tảng đá xanh kỳ lạ. Tàu thám hiểm Perseverance đã phát hiện ra những tảng đá trên sao Hỏa tương tự những tảng đá mang lại màu xanh cho bãi biển Hawaii. Theo trang Interesting Engineering, những tảng đá lửa màu xanh lục được phát hiện ở Jezero, miệng núi lửa rộng 45 km, được coi là nơi có hồ cổ trên sao Hỏa. Hàng trăm nhà nghiên cứu đã phân tích dữ liệu được Perseverance thu thập và họ khẳng định rằng có thể hành tinh đỏ không đỏ như chúng ta nghĩ. Sao Hỏa được gọi là hành tinh đỏ vì hầu hết đá của nó tiếp xúc với môi trường bên ngoài đều có màu đỏ. Chúng chứa sắt bị oxy hóa và chuyển sang màu đỏ, tương tự như cách bất kỳ vật thể bằng sắt nào trên trái đất chuyển sang màu đỏ và rỉ sau khi được đặt ngoài trời. Đáng ngạc nhiên là nhiều loại đá được tìm thấy trong miệng núi lửa Jezero khác với các loại đá trầm tích được tìm thấy trên bề mặt sao Hỏa. Perseverance đã phát hiện ra đá núi lửa bao gồm các hạt olivine có kích thước lớn trong miệng núi lửa. Nhiều bãi biển trên trái đất có màu xanh lục do sự hiện diện của olivine, một khoáng chất được tìm thấy nhiều trong lớp phủ của trái đất, và tham gia vào quá trình hình thành đá quý peridot. Sự hiện diện của đá giàu olivine trên sao Hỏa có thể tiết lộ câu trả lời cho những câu hỏi như liệu đã bao giờ có sự sống trên sao Hỏa hay chưa. Các nhà nghiên cứu tin rằng đá núi lửa được phát hiện trên hành tinh đỏ được hình thành cách đây khoảng 4 tỷ năm.
Điều thú vị là những tảng đá này có các đặc tính tương tự như đá lửa tồn tại trên trái đất trong những ngày sơ khai. Để nghiên cứu môi trường cổ đại của một hành tinh, các nhà khoa học cần các mẫu đá từ khi hành tinh này được hình thành. Các bạn khán giả thân mến, video ngày hôm nay của chúng ta đến đây là hết rồi. Thiên Hà TV chúc các bạn một ngày mới tràn đầy hạnh phúc. Cảm ơn sự quan tâm và đồng hành của các bạn trong suốt thời gian qua. Hy vọng rằng qua video này, các bạn sẽ có thêm nhiều kiến thức mới về sự phát triển của ngành khoa học vũ trụ trên thế giới. Các bạn thấy video hôm nay có thú vị không? Các bạn có đóng góp ý kiến gì cho Thiên Hà TV để có những video hay hơn nữa? Chủ đề nào mà các bạn mong muốn admin thực hiện, hãy để lại tất cả ý kiến của mình ở phần bình luận phía dưới nhé. Và các bạn hãy ủng hộ chương trình bằng cách like, đăng ký Thiên Hà TV để theo dõi thêm nhiều những điều mới và thú vị hơn. Ngoài ra, nhớ bấm nút chuông để nhận được thông báo nhanh nhất từ Thiên Hà TV. Video mới nhất sẽ có vào 7 giờ sáng ngày mai, các bạn nhớ đón xem nhé.